Hai con luôn, dính được hai con. Mấy cầu xíu. Mời mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục hành trình là đi câu cá nha mọi người. Mình đi câu cá rạng. Mọi người cùng tham gia với anh em mình để xem hôm nay nha. Trong hành trình hôm nay là mình câu được cá gì nha mọi người. Tới cái gạn bây giờ mình tiến hành thả neo nha mọi người. Mình thả neo giữ ghe của mình lại và sau đó là mình tiến hành câu nha. Rồi neo được thả xuống mọi người. Giờ mình sẽ cố định xuồng cái ghe của mình. Bự á. Bự. Lưỡi đường này hay bự. Miệng cá nó đâu không? Bự hơn cái rử. Bự hơn cái miệng nó lớn rồi. Có cái bự đó nó dính. Không có lựa luôn á. Đi đi chợ hoài mà. Hai con luôn. Dính được hai con. Bữa nay phi lê được không ta? Cái này. Cái này phi lê không được đâu. Cái này nó vàng. Mở vàng. Mở vàng. Cá trắng em ha. Lấy mình con mực đi đi. Có cá. Con nào chưa? 5 con rồi. Hả? 5 con. Ghe đó dừng cá thu á mọi người. Cá thu cá bớt. Đoạn này có chút lửa không ta? Ồ. Cái phi lê được đó. To lắm, to luôn. Cá lù. Cá lù. Cái này có thể phi lê phi lê ta là có. Phi lê làm là có thái nha mọi người. Không đè. Cá mú này có tiêu nấu canh mặn màu ếch nha mọi người. Mang ếch. Mang ếch hả? À. Mang ếch. Mang đi. Cái mang ha. Mang ừ. Như ếch. Cái mang ếch. Như ếch rồi nè. Này có hèm á. Người bắt kêu bả rượu á, nấu hèm. Luôn mọi người ơi. Ăn liên tục luôn. Cá ăn liên tục nha mọi người. Cái con cá lụ này là phi lê ok được. Cái gì đây? Bự không? Sáu. Cá lụ. Bự không? Quá trời bự. Tôi chắc còn hơi gai nó làm rào lắm. Dở 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 luôn. Mình nói. Bữa ẩm rồi mấy con khá nhóc lửa nè. Con này chắc dễ nướng nè. Nướng mọi. Còn nếu ăn cơm chắc chiên mướt hoặc nướng mướt thôi. Mới giật câu một xíu là được như đây nè mọi người. Giờ câu được phân nửa mọi người. Giờ mấy anh em vô làm cơm chiều rồi. Thế còn ra gai nữa. Ha. Thì mấy anh em tạm nghỉ câu đây thành quả của đó. Thành quả câu của mấy anh em. Thank you.
xưa mình đi câu á mọi người. Thì chiều hôm nay mình ra bãi biển mình nướng cá nha mọi người. Mình chuẩn bị đi nướng ngoài bãi nè mọi người. Gặp cô với gia đình đây cũng đang nấu, đang nướng nè. Chào cả nhà. Đây mọi người đang nướng ngoài bãi nè. Mình cũng đang mình cũng đang qua bên kia để nướng. Đây mọi người thấy cuộc sống của bác đảo không? Rồi. Mình chuẩn bị đi nướng để kịp ngắm hoàng hôn mọi người ơi. Rồi, tạm biệt gia đình ở đây mình đi nha. Rồi, cảm ơn cô nha. Phú Quốc bữa nay tiêm vaccine hết nha mọi người. Nên ai cũng vui hết trơn á. Nên đi đâu thấy cũng thoải mái. Đây là khu bãi mình chuẩn bị nướng nè. Cửa lắp quê mình nè. Giờ mọi người đi kiếm củi với mình nha. Đây có mấy khúc cây khô nè. Đây đúng rồi. Chuẩn bị nhóm lửa thôi mọi người ơi. Trời bữa nay không có gió mọi người. Nên mình dễ đốt lửa lắm. Mình quẹt là ra là cháy à, không có gió bị thổi tắt. Cá mới câu vô tươi đói luôn mọi người. Mắt nó trong xe à. Cá này nữa nè. Đó. Trong xe. Đây cá tươi nè, thấy không? Sau này mọi người lựa cá mà đi chợ rồi đó. Thấy không? Mắt nó trong nè. Cái màng đó. Đỏ hỏng đỏ tươi luôn. Thì vài phút nữa thôi là mình nướng được rồi đó. Than bắt đầu đỏ từ từ rồi đó. Nào bự bự mình sẽ để trước ha, mình để giữa. Mình vừa ăn cá nướng vừa ngắm bãi biển nha, vừa ngắm hoàng hôn nha. Bây giờ mặt trời lặn dần dần nữa mọi người. Đây mấy con cá nướng đỡ đó bạn. Mình sẽ vừa ăn vừa nướng từ từ nha. Thứ nhất là mình tránh ruồi, thứ hai nữa là tránh đồ ăn của mình bị nguội á. Nếu mình nướng là lửa dữ quá nó bị gọi là chín háp á, nó chỉ khét thôi mà cá nó không chín được. Mình sẽ vừa ăn vừa nướng từ từ. Mới nướng xong nè mọi người. Nó chín vàng luôn mọi người. Nóng quá mọi người ơi. Chín vàng đều luôn. Quá nóng. Mời mọi người nha. Cá mình mới câu nó ngọt. Nó tươi, nó ngọt cực kỳ luôn. Mời mọi người nha. Mình chấm nước sốt hải sản của mình. Miếng thịt to luôn nè mọi người. Công nhận là cá mà mới đem vô á, mình câu á, mới đem vô. Nó ngọt lắm. Mình câu theo gạn thường dính những con cá này thôi mọi người. Nhầm gạn thì dính cá mú.
rồi cá lù, cá róc. Lát nữa mình sẽ review cá chầm nhọn cho mọi người xem nha. Đây cá đổng, cá chầm nhọn nó còn béo hơn nữa. Đặc biệt là cá chầm nhọn là không cần bự đâu, cá vừa cũng ăn ngon, cá nhỏ cũng béo cực kỳ luôn. Đây miếng thịt to nè, mời mọi người nha. Đã. Bữa nay mình có mấy anh bạn kiến, này mình cho mấy anh kiến nha. Đây nè mọi người, con cá chầm nhọn nè mọi người. Con cá chầm nhọn nè. Mấy lần mình đi câu mình nói với mọi người đó, dưa nó dính lưới á, dính lưới ghẹ rồi đó. Mời mọi người nha. Con này nó béo cực kỳ luôn. Nó không có lớn đâu người, nó cỡ này nè. Nó cỡ này thôi nè. Nhưng nó béo lắm, béo lắm, béo luôn. Béo hơn cá đổng, cá chầm sình. Lửa cũng sắp tàn rồi đó mọi người. Chỉ còn vài con cá thôi. Mình để cho nó nóng thôi. Cá nó chín hết trơn rồi. Để cho nó nóng thôi. À, mọi người ơi, video của mình cũng dài rồi đó, thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với mình hành trình câu cá nè, rồi miếng cá ngoài bãi biển ha, rồi thưởng thức cá ngắm hoàng hôn đó. Video cũng dài rồi thì mình xin tạm biệt mọi người tại đây. Nếu mà mọi người thấy hay và ủng hộ mình thì vui lòng đăng ký kênh để nhận thông báo về video mới nhất của mình nha. Rồi mình xin cảm ơn tất cả mọi người, chào mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nha. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt.